Tino đấy. Thì hôm nay quay lại với clip FIFA nhé bạn, thì hôm nay mình sẽ nhảy game vào tháp ủng hộ. Và hôm nay cái clip này mình làm để mình review cây màu vốn xếp xếp nha mẹ. Vâng, thì mình sẽ kiếm cho một gói mưa để cứu này để lột để review cho các bạn nha mẹ. Thế mình đi kiếm cho một gói mưa thì hôm nay thấy đồng hồ đông lắm nha. Mình sẽ đi kiếm cây một gói mưa để review cho các bạn nha. Bớt đổ lại cái máu bơm vô nè. Vâng, thì mình sẽ tiếp tục đi kiếm cây mơ với bấm mưa được nè. Cái này có cây bê tiếp nè. Đây có một bấm mưa được các bạn. Vâng, để mình lên để một bấm mưa nữa nè. Đây. Vâng, thì đây mình đã có cây mơ với bấm mưa rồi nè. Mình sẽ đi review cho bạn nhé. Chắc bắn rất là phê đây, rất là chất các bạn. Con kia dưới đây có người nha các bạn. Sử dụng cái này để xoáy thử các bạn. Thì nó đã chạy qua đây rồi các bạn. Mình được theo đây rồi kia kìa. Được rồi các bạn. Cầm vào đó qua xoáy thử các bạn. Đây, chết rồi. Rất là chất luôn các bạn. Chất như đứt cất luôn đó các bạn. Các bạn nghe nói. Cái này mình sẽ đánh hết tấp 1 các bạn. Mình sẽ đánh hết tấp 1 nha. Vâng, thì tiếp tục tìm được cái gì thôi. Chỉ mới giết được có 2 kill các bạn ạ. Trên bản đồ thì còn rất là nhiều người. Vậy mình có giành được tấm 1 hôm nay. Chỉ ráng giành được tấm 1 cho các bạn nha. Cái băng kia này, để lát có gì dụng. Nào tôi nó bắn, băng tôi nó bắn mình một cái là không có đồ chia chắn là chắc mình chết luôn các bạn ạ. Chưa có mod xong mà chạy rồi.
con, để xuống đây lượng máu dưới đây nè. Con lộ một kiếp. Kêu nha các bạn, mình bắt nó rất là gà, chẳng hạn được cấp 1 như thế này, mong là được cấp 1 để cho các bạn xem. Nếu video này không được cấp 1 thì cũng các bạn thông cảm nha. Bên em hôm nay máu rất là nhiều các bạn ạ, cấp tầng thứ 6 bên máu kiếm đạn nhau tôi cũng mua cái này. Kiếm đạn tiểu liên các bạn. Hình như nãy mình thấy chỉ có đạn tiểu liên này, để mình chạy xuống đây mình lút đạn tiểu liên nha. Không biết ông mấy ông đội mình đã lút chưa không biết. Để mình xuống đây mình kiếm được cái con. Vâng, thì có đấy các bạn. Được đẩy xuống trường vớt. Nó đóng lỗ chưa qua các bạn. Xuống trường thì chúng ta nên 130 viên hoặc 150 viên thôi nha các bạn. Lấy nhiều quá thì ba lô không có đủ các bạn ạ. Đi qua chỗ hoàng độ mình thôi. Cũng cần cũng chiếm mình. Cũng chiếm mình kêu mình qua ngoài. Trên bản đồ thì kết thúc của mai cái bản này mình mới đã 23. Và 23 tiếng đã tên mình được, bây giờ còn 17. Cái giấc này là có ngon trần tình đào với các bạn nhé. Kêu cái gì muốn kiếm ngoài dữ vậy, cho nên kêu đi thôi. Tên mình lạy quá các bạn, không cho ông nó chạy xe. Thì chạy vô bo chứ các bạn, đứng vô bo ngoài không bo thu mình chết người nó nữa. Thì chừng này chúng ta có được cái một trong đây, nếu được cái một cũng bè thông cảm nha, tay nghèo mà yếu lắm nhỉ. Để kiếm người để tiếp cái cổng màu 40 này các bạn, thấy nó sấy rất là đẻ này, nó sấy đâu nè, nó rất là đẻ rồi. Các bạn xin một dòng hết nha, đó. Đây. Đó. Một đứa mới xuống xếp các bạn. Một trúng cái vòng quay may mắn các bạn. Mình phải viết một chuyện. Cái này quay nó lại lâu ra các bạn. Mình mới quay được mất có 24 giờ các bạn. Cho nên mới đi chơi các bạn đây. Mình lấy ra đây mình đi chơi luôn, đi chơi các bạn. Để kiếm cái AK. Đóng sạch ca hoài. Con thì vẫn có người nha các bạn. Mình kiếm hoa gỗ nha các bạn. Mình kiếm hoa gỗ nha các bạn. Cái đây mình đi chưa lít hết. Nên mình chỉ cần bị giống vậy thôi. Qua thương lộn các bạn. Mình lộn. Mình lộn các bạn nha. Không, bên kia có làm phép nha các bạn. Còn không người ở đây rồi. Cái này có đồ gì ngon không nha các bạn. Có một cây đó M60 các bạn. Thì ở đây có người loot rồi các bạn, chứ không phải không có người loot. Thì team mình đang chạy dân vô bo liệu này, team mình có được tới 1 không nha. Thì trên bản đồ chỉ còn lại được 11 người các bạn hả. Ông nhảy hay chiếu các bạn. Có thì ở đây có người bắn các bạn. Rất là đau.
Ở đâu mà bắn bao ghê với bạn. Để theo ba thứ bắn này mục đích của mình các bạn. Có người chỉ xí các bạn. Đây. Từ nha các bạn, nó lấy xe chị bon. Quá thì anh ta đã chạy đến kia rồi. Sao mấy ông này không lên chút mình đuổi. Quá thì mình sẽ chạy vô bon trước nha các bạn, thôi là mình sẽ chết. Chết bon cũng nữa các bạn ạ. Mấy ông kia từ vô bôi mà tính sao nha các bạn. Bôi thương rất là gắt. Thì mình còn sống sót không? Mình mà vô bôi được thì mình sẽ ra chơi mấy ông mà kia nha các bạn. Vâng thì bây giờ mình sẽ ra vô bôi rồi mình lên mình ca mấy ông mà kia. Nhắm giết đồng đội mình. Mấy ông nó được lắm. Được mình lên rồi. Vâng, thì ông ấy chết cái tay đồng đội mình rồi các bạn. Mình đi biết rồi thôi. Đấy, mình xấy bên kia các bạn xem. Đó, bắn là cơ. Bắn là cơ rồi. Đó, bắn mà với 10 thì các bạn sẽ cưới tâm lên trời nha. Nó sẽ vô đầu rồi các bạn. Thì mình đi xuống đây. Để chạy vô bo trận này thì mình sẽ đánh lấy top 1 nha các bạn. Không biết dưới đây có người không ạ. Thì trên biển đồ còn lại 7 người các bạn. Đây mình còn 3 người các bạn. Không phải còn 7 người. Team mình còn 3 thì team bạn thì còn 1 người đi lễ và 4 người đi chung nha các bạn. Mình tính lộn. Mình hãy tính lộn các bạn. Mình có tính là có những người ăn thôi. Nét có một chút chút quần nữa các bạn ạ. Để mình coi có người nha các bạn. Thì đồng đội mình bắn ghê quá các bạn. Nãy giờ mình chỉ được bắn 2 kill các bạn. Video này chủ yếu là quay cho các bạn xem cậu 1v40 chém xếp thôi nha các bạn. Thôi thì có người chỉ xí các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video hay nhớ like và đăng ký comment nhé. Thì vâng, ở bất kỳ có người. Vâng, rất là ác. Quăng ngoài cục rồi nha các bạn. Để mình gạt luôn nha. Còn thằng trong nhà nữa mà. Quăng là cục luôn nha các bạn. Đây team mình sẽ công xuống nha các bạn. Thôi thì mình sẽ không một sao lưng nữa nha.
Vâng, thì team bạn đã chết hết rồi nha các bạn. Nhưng mình giúp đồ nha. Thì chỉ còn một người nữa là top 1 rồi nha các bạn. Team mình chỉ đáng được top 1 nha. Vâng, thì đây. Vâng, và anh ta đã chết rồi các bạn. Và team mình đã được top 1 quẩy thôi các bạn. Nếu bạn thấy hay video này hay nhớ like và share, đăng ký kênh nhé. Bye bye các bạn, để biết video sau.